Đi chứ anh, đi luôn anh. Tên là anh Tĩnh à? Không, anh em Tĩnh nghe sang đây. Em à, anh Tĩnh cùng tên. Anh Tĩnh lần trước khi anh lần trước đi máy bay. À. Hôm đi máy bay. Ông này nói giọng dễ nghe nhỉ. Lên em có phải đợi anh chị không? Không. Không. À. Lên về luôn. À. Còn mình xuống là về luôn. À, rồi, rồi. Anh đi một chiều. Ừ. Hay là ra nhà mình luôn? Nhà mình luôn làm gì đâu? Sát đây đi bộ không được nhỉ? Bộ xa. Chưa nghĩ sao xa. Thôi lên nhà mình luôn được, bảo. Đi mình luôn gọi Tuấn ra nhà mình. Ừ, được. Thế lên 239 Chương Mỹ. 239. Ngay gần đây. Bởi vì là 6 giờ là chị Trang định về mà. Không phải về thì bà chị để lại cho cái chìa khóa. Gần như 100% luôn. Đây cũng hơi bóng này. Bóng cái này. Đây camera hành trình nhá. Camera hành trình ai thì có bây giờ. Tuấn
xe tôi cũng có suốt đấy. Có ai hỏi mua nè, có ai hỏi mua thằng em, mình có thằng em nó cũng chạy xe mà, nó chạy Xpander, thì nó cũng bảo có một bên nó hỏi mua dữ liệu của nó, bên kiểu nghiên cứu phát triển giao thông ấy, mà nó cũng chả ấy, chả quan tâm lắm. Khi nào mình cấm cái câu của người mà mình luôn nên mình đi mình xem điện thoại anh được, mình xem ở đâu cũng được.